vừa thua thảm Iraq. Huấn luyện viên Shin Tae-jung ngông cuồng tuyên bố hạ đệ Việt Nam, cả châu Á cười vào mặt. Ở trận giao quân, đội tuyển Indonesia thua 1-3 trước Iraq, đội bóng vừa thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 ở vòng loại World Cup cách đây chưa lâu. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ Vạn Đảo đã lép vế hoàn toàn trong suốt 90 phút. Mặc dù thua với tỷ số đậm, thế nhưng sau trận đấu ông Shin lại tự tin tuyên bố là sẽ giành tấm vé khiến cả Đông Nam Á kinh bỉ, cười chê. Đội tuyển Indo tái ngộ Iraq chỉ sau 2 tháng, lần gần nhất họ nhận thất bại 1 năm. Và ở lần này, với kết quả thì cũng không thay đổi nhiều. Iraq áp đảo với hơn 66% thời lượng kiểm soát bóng, 15 cú sút và trong đó có 5 cú trúng đích. Nhưng con số này ở bên phía Indo là 34% và 8 và 1. Iraq sớm mở tỷ số phút thứ 17. Cầu thủ Indo mắc sai lầm tạo điều kiện cho Mohana Ali cầm bóng sọc thẳng vào vòng cấm. Phút 31, Indo bất ngờ gỡ hòa. Sujuri đã đi bóng khéo léo ở bên cánh phải vượt qua hậu vệ Iraq. Marcelino Ferdinand có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới. Tuy nhiên, đây chỉ là những gì mà Indo có thể làm được. Phút bù giờ thứ 7 của hiệp 1, Rashi đã đá bồi sau một cú sút liên tiếp của đồng đội về phía khung thành Indo. Sang hiệp 2 phút 75, Ayman đã tận dụng trong một tình thế pha tranh chấp với cầu thủ Indo trước khi dứt điểm ấn định tỷ số 3-1. Với kết quả này, Indo rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng D. Sau trận đấu, khi vào vòng thay đồ, ông Shin được phóng viên nước nhà hỏi về cơ hội đi tiếp. Ông cho biết. Theo đó, ông Shin đã nói rằng, ở thời điểm hiện tại, Việt Nam không còn là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Với chúng tôi, Việt Nam cũng chỉ được xem là đội bình thường thôi. Thời ông Duce, đội tuyển Việt Nam đang suy thoái, chưa kể họ đang đối mặt với cơn bão chấn thương. Trước mắt chúng tôi là trận thứ hai nhưng chúng tôi cũng sẽ suy nghĩ tới việc đi tiếp. Vị huấn luyện viên này nói thêm, chúng tôi là đội bóng giỏi, còn Việt Nam là đội bóng xuống dốc, Việt Nam sẽ thua. Indo sẽ thắng, ông Shin tuyên bố. Sẽ khiến cho vị huấn luyện viên Duce nếm cay đắng và phải xách túi ra về. Sau khi mà vòng loại Asian Cup năm nay, tôi muốn cải thiện thành tích của đội cũng như là dành tặng món quà cay đắng cho người đồng nghiệp của mình. Lời tuyên bố của ông có phần là ngạo mạn và đã khiến cho cả châu Á có sự phản ứng. Để dừng lại, ông còn cho biết, tôi muốn khuyên ông Duce và các học trò của ông ấy hãy tận dụng những ngày còn lại trước khi Indo sẽ cho họ biết mùi chiến thắng là gì. Họ sẽ biết thế nào là sức mạnh của chúng tôi chắc chắn về điều đó. Tôi tôn trọng ông Duce, nhưng tôi không đánh giá cao triết lý chơi bóng của ông ấy. Ông Chu có lẽ sẽ không còn theo kịp nữa, thành công của ông ấy đã cách lấy rất lâu rồi. Ông Duce không biết cách để chọn trong những cầu thủ đẳng cấp. Tôi nghĩ lần này Việt Nam nhất bảng D, nhưng từ dưới lên trên, đội tuyển trẻ của chúng tôi đã đánh bại Việt Nam tại SEA Games. Tôi có cảm giác dưới thời ông Duce, đội bóng Việt Nam sẽ bị đánh bại hơn. Các cầu thủ chúng tôi đang rất tự tin và làm việc chăm chỉ. Không chỉ có huấn luyện viên Shin, trước trận đấu với Việt Nam, các cổ động viên Indo cũng đã rất là mạnh miệng. Đây là thế hệ vàng thực sự của Indo, hãy chiến đấu với một tinh thần bùng cháy, đoàn kết, với tinh thần dọn lối chơi. Chúng ta hãy chiến thắng để Việt Nam bớt khoe khoang. Những phát ngôn của vị huấn luyện viên Shin và cổ động viên nước này đã khiến cho cả châu Á hết sức ngứa tai. Asian Football cũng đã có một bài viết khó tin khi mà đội tuyển này coi nhẹ đội tuyển Việt Nam. Hãy nhớ rằng, ngay cả Nhật Bản thì cũng đã từng bị đội bóng Việt Nam đánh bại tỷ số 1-0 ở lượt cuối vòng loại World Cup 2022. Khi đó, một tờ báo của Nhật Bản thì cũng đã cho biết Việt Nam sẽ cho các người biết thế nào là nhục nhã. Ông ta không biết gì về bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam thì cũng không khỏi nóng mặt. Đội tuyển Việt Nam hãy nhớ là đã cho đội này 5 bàn để ông Shin Tae-jung tỉnh táo. Chưa thấy đội nào đá với Việt Nam mà lại dám phát ngôn như vậy. Tức giận là điều dễ hiểu thôi khi mà Indo là một đội bóng yếu tại khu vực, tuy nhiên họ lại có sự tự tin thái quá. Nhìn lại hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, trong điểm sáng nhất của chúng ta ngày hôm nay đó chính là vào lưới của Nhật Bản. Ông Duce cũng đã phát biểu, tôi rất hài lòng với sự cố gắng của tất cả các cầu thủ ngày hôm nay. Ngoài ra tôi cũng xem trận đấu như là một phần của chặng đường 3 trận trong vòng bảng. Mục tiêu chúng tôi là đi tiếp. Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng hay thất bại trước Nhật Bản cũng chưa thể nắm chắc được tấm vé đi tiếp hay nói lên được điều gì. Trận đấu với Việt Nam ghi được 2 bàn thắng, đồng thời không phải nhận một thẻ phạt nào cả. Sau trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi hướng tới mục tiêu đã đặt ra từ đầu, đó là làm thế nào để tối thiểu giành được vị trí thứ 3 tốt nhất. Đây là trận đấu mà giới chuyên môn cũng không đánh giá cao Việt Nam. Những dự đoán đưa ra chúng ta sẽ thua và có thể thua với tỷ số đậm, bởi chúng ta không có được lực lượng tốt nhất. Thậm chí đội hình thi đấu chính thức của Việt Nam gặp Nhật Bản còn vắng các trụ cột. Thế nên dù kết quả thua không bất ngờ, nhưng bàn thắng mà Đình Bắc, Tuấn Hải ghi được có thể xem là bất ngờ. Nhìn chung trong tổng thể màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã thi đấu với mặt quyết tâm. Ông thầy người Pháp cũng đã lấy lại được một chút niềm tin trước khi mà bước vào giải đấu.
Thậm chí những tuyên bố về khả năng có thể thắng Nhật Bản cũng chỉ được xem là ý kiến khích lệ. Khán giả rõ ràng không có cơ sở để tin ông, nhưng bây giờ một số bộ phận cũng đã quay sang ủng hộ ông thầy người Pháp. Tất nhiên là chúng ta có quyền hy vọng sau màn trình diễn chấp nhận được của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta kỳ vọng quá cao. Những gì chúng ta thể hiện qua trận đấu chỉ là khích lệ, chứ không thể biến nó trở thành một vấn đề gây ảo tưởng. Trước mắt chúng ta là trận đấu với Indo, đây là đối thủ mà Việt Nam xác định phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Với huấn luyện viên Tuchel, ông vẫn kiên định triết lý của mình. Từ khi tôi bắt đầu làm việc tại đội tuyển Việt Nam, tôi vẫn luôn nhắc nhở các cầu thủ chúng ta cần phải vượt qua khỏi tầm Đông Nam Á để chúng ta thậm chí lọt vào top 10 châu Á với sự tôn trọng. Chúng ta vẫn luôn yêu cầu các cầu thủ là phải làm tốt hơn nữa. Mặc dù chúng ta thua, nhưng mà tôi muốn toàn đội nhìn nhận những điều tích cực đã làm được và tiếp tục cải thiện. Tôi có góc nhìn nhận toàn cảnh, đó là những gì cầu thủ đã làm được trong hiệp 1. Họ cần giữ được sự tự tin, sự tích cực. Ai cũng biết rằng đó mới chỉ là một trận đấu then chốt, quyết định nhiều đến việc đội tuyển Việt Nam có đi tiếp hay không. Giá trị của hai bàn thắng trong trận gặp Nhật Bản giúp cho các cầu thủ tự tin hơn. Tiền vệ của Nhật Bản ấn tượng với đội tuyển của Việt Nam và dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị trước khi ra sân ở phút 84 thay cho Tamuki. Tiền vệ này thì cũng đã cho biết, huấn luyện viên Tuchel đã phá hỏng những gì mà chúng tôi cố gắng làm. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, kiểm soát tốt. Mặc dù có thể thấy là sự nhiệt tình trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam, nhưng đó không chỉ mà là một lối chơi cảm xúc, họ thực hiện chiến thuật rất là tốt. Không chỉ Kubo, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng nói, trận đấu ngày hôm nay thì cũng rất là khó khăn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi giành 3 điểm, kể cả khi bị dẫn trước. Nhật Bản vẫn thi đấu bình thường để hưởng tới chiến thắng. Cũng phải nói Việt Nam đã chơi tuyệt vời ngoài sự trưởng thành của họ. Ngoài việc có được 3 điểm, Nhật Bản cũng bộc lộ sự lo lắng ở hàng phòng ngự. Thủ môn Gion Suzuki cũng đã để thủng lưới 2 bàn. Anh chia sẻ, chúng tôi cần phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt là khi đội để thủng lưới 2 bàn trong các pha bóng cố định. Sang hiệp 1, chúng tôi cũng đã khắc phục và có những điểm nét tốt hơn trong hiệp 2. Với mục tiêu Việt Nam phải thắng trong trận đấu Indo thì đây sẽ là một đối thủ được đánh giá là vượt tầm với chúng ta. Ngay cả khi kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup thì người hâm mộ cũng đã nhìn ra được trận đấu mà Việt Nam bắt buộc phải thắng. Indo là đối thủ được đánh giá thấp nhất so với Nhật Bản và Iraq. Ở trận giao quân, Indo thua Iraq tỷ số 1-3. Màn trình diễn của đội này thì có nhiều bộc lộ so với trước đó và nó cũng đã thể hiện một sự tiến bộ. Đoàn quân ông Shin bộc lộ nhiều điểm yếu chưa thể khắc phục. Trước hết là sự tập trung hàng thủ, 3 bàn thua của Iraq nâng tổng số thủng lưới của Indo trong 4 trận gần nhất lên 14. Trung vệ nhập tịch Justin Hamner là người đang thi đấu ở Anh, tuy nhiên chưa thể hiện đẳng cấp như kỳ vọng. Cầu thủ này mắc lỗi nhiều, phối hợp không khăn ý với Jordi Amat và Ekan Bagot. Khả năng kiểm soát của đội bóng xứ sở và đảo thì cũng không cao. Tờ Bola chỉ ra điểm yếu này và cho rằng đây có thể là yếu tố khiến cho đội nhà gặp khó khăn trước Việt Nam. Đánh giá tiếp về trận đấu của đội tuyển Indo thì bắt buộc họ phải giảm thiểu được những thiếu sót cũng như là những sai sót cá nhân. Những sơ suất thì hiện đã gây ra khá là nhiều tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, thông tin của Indonesia cũng đã đánh giá rằng các cầu thủ của họ không có sự bình tĩnh chơi bóng. Trận thua Iraq, đội bóng xứ Vạn Đảo có một khoảng thời gian là đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, họ tạo ra một cơ hội rõ nét về thiếu sự kiên nhẫn và quá nóng vội. Một số pha bị tấn công tốt chặn lại vì chuyền hỏng hoặc là đối phương giành lại. Nếu vấn đề này được cải thiện, các pha bóng của Indo đáng sợ và sẽ có sức đe dọa hơn, Bola bình luận. Việc thi đấu trước đối thủ này thì giúp cho đội tuyển Việt Nam có thế chủ động hơn để quan sát và phân tích. Nhìn chung, Indo là đội bóng bị đánh giá thấp hơn Việt Nam. Trên bảng xếp hạng, Indo xếp hạng 146, thấp hơn đội tuyển Việt Nam tới 50 bậc. Đội bóng xứ Vạn Đảo có thể gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thì chúng ta hầu như đã giành được chiến thắng. Trong khi đó, đối thủ của chúng ta trong lượt trận tiếp theo, đang giận dữ vì trọng tài VAR làm Indo thua oan Iraq. Ông thầy Shin Tae-jang nhấn mạnh, bàn thắng thứ 2 của Iraq vào lưới Indo là việt vị 100%. Ông Shin đánh giá quyết định của trọng tài VAR làm thay đổi chiều hướng của trận đấu. Ferdinand đã san bằng 1-1 sau cú đệm lòng ở phút 37. Tuy nhiên, bàn thắng tiếp theo của Iraq phút 45+6, đồng nghĩa với việc là Indonesia đã trắng tay trong trận mở màn. Ông Shin đã chúc mừng chiến thắng của Iraq nhưng cho rằng bàn thắng thứ 2 của trọng tài là không chấp nhận được. Tình huống xảy ra khi mà Mohana Ali đánh đầu từ đường căng ngang của Ali Denan, nhưng mà bóng chạm chân đồng đội là Osama Rashi khiến anh bị việt vị. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt và trận đấu tiếp tục dẫn đến việc là Osama ghi bàn thắng.
Ngay lập tức, ông Sin đã chạy đến chỗ trọng tài thứ tư để phản ánh và cuối cùng tổ trọng tài công nhận bàn thắng cho Iraq. Ông Sin khẳng định ông chắc chắn thất vọng về quyết định của trọng tài. Tôi không thể chấp nhận bàn thắng thứ hai của Iraq vì đó là lỗi Việt vị 100%, vì quyết định sai lầm của trọng tài đã ảnh hưởng tới toàn cầu thủ của Indo. Ông Sin cũng nhấn mạnh, dù là Iraq đã thống trị thế trận cho đến khi giành chiến thắng, nhưng khoảnh khắc đó thì giúp cho Iraq có lợi thế rất tốt cho tâm lý của các học trò. Ông Sin nói, tôi chấp nhận là Iraq dẫn trước 60-40. Về mặt ưu thế trong trận đấu, như tôi đã nói, bàn thắng thứ hai của Iraq thay đổi thế trận. Với công nghệ tiên tiến hiện nay, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài. Vì vậy, tôi nghĩ đây chính là vấn đề. Ông Sin thừa nhận Iraq đã thi đấu tốt hơn. Tuy nhiên, ông nghĩ đội tuyển Indo có thể nỗ lực rất tốt nếu như mà thế trận cân bằng. Ông thầy Hàn Quốc còn chắc chắn nếu bàn thắng thứ hai của Iraq không được công nhận thì trận này hòa chứ không thể nào là thắng hay thua. Iraq đã thống trị trận đấu nhưng nếu không có bàn thắng thứ hai do lỗi của trọng tài, chưa biết điều gì xảy ra. Tôi vẫn không thể chấp nhận được điều này. Dù Iraq mạnh hơn nhưng chúng tôi một cách tương đương thì tôi cảm thấy là chúng tôi vẫn thể hiện một màn trình diễn có thể là sẽ dẫn đến một trận hòa chứ không phải là trận thắng thua.